Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng thách thức những gì phần còn lại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để mà ông già bệnh hoạn, đầy mình, sức khỏe yếu kém và tuổi đã gần 80 ở lại chiếc ghế quyền lực cao nhất trong Đảng thì điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã bất lực trước ông Nguyễn Phú Trọng. 5,1 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng thể làm gì ông Nguyễn Phú Trọng trong lúc này. Và gần 1.600 đại biểu dự đại hội 13 vẫn không làm gì được. 200 ủy viên Trung ương Đảng cũng không làm gì được. Và ngay cả 18 ủy viên Bộ Chính trị cũng chẳng ai làm gì được ông. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nhóm lợi ích chia theo từng vùng miền hoặc theo mối quan hệ lợi ích kiểu cộng sinh. Kết quả chia chác trong đại hội 13 làm khu vực Nam Bộ thất bại ê chề. Nhưng các thế lực ở khu vực này không làm gì được ông ta. Nói chung, ông Nguyễn Phú Trọng thách thức tất cả mặc dù ông đã già đến 77 tuổi và kỳ này là khóa thứ 3 của ông. Kỳ đại hội 13 có nhiều nhân vật trẻ được giới thiệu và nhiều nhân vật già chỉ mới ngoài 65 cũng phải dụng, nhưng tuyệt nhiên không ai loại được ông già 77 tuổi này. Mặc dù điều lệ đảng đã quy định không ai được làm khóa 2 lần. Việc công khai xé điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam tạo suất đặc biệt cho chính mình thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thách thức tất cả. Ông Trọng không những thách thức toàn dân mà còn thách thức luôn phần còn lại của Đảng Cộng sản. Thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dương cao khẩu hiệu như tập thể lãnh đạo, cá nhân quản lý, nhưng đó chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng. Tập thể gần 1.600 đại biểu tham dự đại hội 13 bất lực để ông Nguyễn Phú Trọng tự biên tự diễn suất đặc biệt mà không ai có thể làm gì được. Việc đề ra suất đặc biệt nó tự tố cáo rằng không có tập thể lãnh đạo nào cả mà là cá nhân thao túng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng già nua vẫn thách thức toàn đảng, toàn dân. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người bảo thủ. Ông luôn muốn dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà ông nói là Bác Hồ đã chọn. Cho tới bây giờ, mọi đề xuất cải cách dù chỉ là cải cách hạn chế đều bị ông Nguyễn Phú Trọng từ chối. Mà đỉnh điểm là lúc kêu gọi sửa đổi hiến pháp năm 2013, ông đã răn đe toàn dân khi có ý kiến đòi bỏ điều 4 của hiến pháp. Toàn đảng bất lực trước ông già 77 tuổi, vì sao lại như vậy? Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa kết thúc, sự kiện đánh dấu sự thành công vang dội của ông già 77 tuổi và qua đó cũng cho thấy sự thất bại của phần còn lại trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bao nhiêu con người như vậy mà tại sao để một ông tự tung tự tác phá bỏ rất nhiều quy định trong điều lệ của đảng đến như vậy? Điều đáng nói là con người đang chiếm trệ trên đỉnh cao quyền lực ấy chẳng phải là nhân tố cải cách mà là con người rất bảo thủ. Ông vốn đi học từ bên Liên Xô cũ từ những năm 1980 khi mà nước Liên Xô đang là Cộng sản, bây giờ đã tan vỡ. Thông thường những con người cải cách mới được lòng số đông, có con người bảo thủ không thể được lòng số đông cho được. Cho nên những ai theo trường phái cải cách mà tiến lên đỉnh cao quyền lực thì phần nào cho thấy đảng đó không bị cá nhân thao túng. Trong trường hợp này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị ông Nguyễn Phú Trọng thao túng là điều khó mà phủ nhận cho được. Đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách thể chế chính trị là điều không tưởng, dù cho đó là thời ông nào nắm quyền đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu cải cách cơ chế vận hành để bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn hơn là hoàn toàn có thể. Với đòi hỏi cải cách nhỏ như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể nào thực hiện được, ít nhất là dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Và bộ máy song trùng từ trung ương đến địa phương, đảng và chính quyền vẫn để người dân phải trả thuế. Đây là hình ảnh, dù có tổ tư vấn kinh tế, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng có thể làm gì được để cải cách thể chế. Đã 1/3 thế kỷ thực hiện chủ trương đổi mới, từ đó gợi ý cách tiếp cận cho việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản với ý thức hệ giữa phát triển kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa và sự kiểm soát toàn diện của đảng với xã hội và người dân. Đó là giải pháp chính sách trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế gắn với cải cách cơ chế vận hành theo quan điểm công nhận quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Tuy nhiên, với con người nắm quyền là ông Nguyễn Phú Trọng thì cho đến bây giờ việc cải cách đã bị nghẽn lại. Với một ban cố vấn, nhiều người có học hàm, học vị cao nhưng ông Nguyễn Phú Xuân Phúc vẫn chưa thể cải cách được gì đáng kể. Bởi vì bên trên chính phủ là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là con người hết sức bảo thủ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thách thức cả bộ máy nhà nước và bộ máy đảng như thế. Và rồi thì đã bảo thủ và vẫn giờ vẫn tiếp nối bảo thủ, ông Nguyễn Phú Trọng bất chấp tất cả.
đường lối đổi mới bắt đầu từ đại hội lần thứ 6 năm 1986 được khẳng định tiếp tục đại hội lần thứ 13 với trụ cột là cải cách và mở cửa. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy đó chỉ là những lời nói sáo rỗng, hô hào đổi mới nhưng để một con người bảo thủ nắm quyền lực cao nhất trong đảng và nắm quyền đến 3 nhiệm kỳ và đảng phải bất lực trong vấn đề phế truất ông ta để đưa nhân tố mới lên là điều hết sức đáng buồn của đất nước. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm trắng trợn điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến như vậy. Đảng Cộng sản đã bị một con người cổ thao túng và Đảng Cộng sản hiện giờ cũng như con gà mắc tóc không biết cách nào để gỡ cho được. Từ thời ông Nguyễn Văn Linh đến thời Đảng vẫn kiên định duy trì chế độ Đảng toàn trị và khước từ việc cải cách chuyển đổi nền kinh tế hoàn toàn sang thị trường. Đảng cứ giữ nguyên trạng thái cải cách nửa vời và cố giải thích bằng cụm từ mơ hồ rằng đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ vào năm 1989, Việt Nam nhanh chóng thay đổi sang chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị. Nỗ lực thay đổi chính mình thực ra chỉ như con tắc kè hoa đổi màu mà thôi. Tới thập niên thứ 3 của thế kỷ thứ 21 rồi mà về thể chế chính trị ở Việt Nam vẫn như vậy. Thể chế kinh tế thì vẫn thế. Nhân tố mới trong bộ chính trị không thấy đâu mà nhân tố già thì vẫn cứ tiếp tục cai trị bất chấp việc ngồi lì ở chiếc ghế quyền lực ấy là vi phạm điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Đây là hình ảnh khóa trung ương đảng nào của Việt Nam cũng đề nghị Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, nhưng tất cả vẫn đều thất bại. Chính sách thực dụng trong đối ngoại với mục tiêu chủ yếu là hội nhập kinh tế khu vực quốc tế. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn duy trì thể chế kinh tế không giống ai thì sự hội nhập ấy cũng rất hạn chế. Cho đến nay, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đi khắp trên thế giới, năn nỉ các cường quốc trên thế giới, mà đặc biệt là Mỹ, thừa nhận Việt Nam như một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Tuy nhiên, cho đến giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thể thuyết phục được Mỹ và các nước trên thế giới công nhận điều này. Việc duy trì sự bảo thủ dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cho Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, khiến kinh tế Việt Nam tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, dẫn đến tình trạng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là cải cách chậm chạp, thể chế hóa đường lối của Đảng mang nặng tính pháp trị mà không phù hợp với chuyển đổi sang kinh tế thị trường do bị níu kéo bởi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa giáo điều. Tránh sụp đổ như các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách chống lại xu thế của thế giới. Mỗi khi động lực thị trường được khuyến khích, tiềm năng được khai thác để tăng trưởng kinh tế và ngược lại, mỗi khi ý thức hệ trỗi dậy giáo điều thì kinh tế trầm lắng, thậm chí rơi vào khủng hoảng. Tình trạng bất ổn thể chế và kinh tế vĩ mô trong thập kỷ trước do chính sách điều hành kinh tế dựa vào việc hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước đã để lại hậu quả nặng nề và rất kéo dài. Những khoản nợ hàng triệu tỷ đồng Việt Nam đã luôn đè lên lưng của gần 100 triệu người dân, chưa biết lúc nào mới có thể trả xong. Ông Nguyễn Phú Trọng, một con người chỉ biết đến chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã khước từ cơ hội đổi mới toàn diện cho đất nước. Và chính phủ các kiến tạo đã thất bại là do ai? Câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 12, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho tuyên truyền họ đã thay đổi mang tính đột phá khi mà Nguyễn Xuân Phúc hô hào xây dựng cho được chính phủ kiến tạo. Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện thì cái gọi là chính phủ kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng khác gì chính phủ thời ông Nguyễn Tấn Dũng cả. Chủ trương tiếp tục đổi mới vẫn được khẳng định trong các văn kiện của Đại hội 13 là điều đáng chú ý so với các mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong kế hoạch 5 năm 2021-2026 và trong các chiến lược chung và dài hạn. Tăng trưởng kinh tế cao là sự cần thiết đảm bảo tính chính danh của Đảng Cộng sản, đồng thời cũng tạo sức ép lớn đối với chính quyền. Tuy nhiên, tham vọng này khó mà thực hiện khi mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang ngồi đó. Cánh cửa mở tốt nhất cho cải cách thể chế kinh tế là phải chấp nhận cải cách chính trị. Nếu đặt điều kiện cải cách chính trị lúc này với ông Nguyễn Phú Trọng, liệu rằng ai dám đưa ra hay không? Hiện nay, với bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng và phức tạp, tạo ra các yếu tố bên ngoài tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư và thương mại, vốn là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng như phân tích ở trên. Theo hướng không bền vững và ngày càng chứa đựng tính chất cạnh tranh và rủi ro, đặc biệt là đại dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ngừng trệ khi chuỗi cung ứng, giao thương bị gián đoạn, quá trình dân chủ bị suy giảm, nguy cơ chiến tranh lạnh mới khi Trung Quốc trỗi dậy hung hăng
chuyên chế, vấn đề địa chính trị là những quan ngại và nỗi lo sợ thay đổi đã tạo cơ hội cho các loại chủ nghĩa như dân túy, dân tộc đang nổi lên khắp nơi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, không những là kẻ thù của báo chí mà ông còn là kẻ thù của sự đổi mới. Với những khó khăn như thế, liệu rằng chính phủ của ông Phạm Minh Chính nếu được đắc cử thủ tướng có thể làm được gì khi mà trên cao, nơi ra chủ trương cho chính phủ hành động, vẫn còn con người bảo thủ Nguyễn Phú Trọng? Có thể nói, dù ông Phạm Minh Chính có cựa quậy cỡ nào thì kết quả cũng khó mà khả quan cho được. Kỳ vọng gì ở con người bảo thủ như ông Nguyễn Phú Trọng cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Căn bệnh chủ quan, duy ý chí là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế cho thấy rằng, việc duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi mà thiếu cơ chế giải trình minh bạch và kiểm soát lẫn nhau là hết sức khó khăn cho nền kinh tế. Quyền lực của Đảng tập trung cao độ vào tay một mình ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khuyến khích cách tiếp cận từ trên xuống mang tính chất can thiệp thô bạo, có tính chất mệnh lệnh. Điều đáng nói là mệnh lệnh đó được phát ra từ con người không có chút ít biết gì về chuyên môn kinh tế như ông Nguyễn Phú Trọng, và ông cũng chưa từng được sống và học tập ở những nền kinh tế thị trường thực sự. Thực tế là xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thôi vẫn chưa đủ. Điều kiện để tạo ra là phải xóa bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cái thể chế kinh tế mơ hồ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã theo đuổi trong suốt chặng đường vừa qua đã đem đến những thảm hại không ngờ. Và sân chơi toàn cầu thì chẳng có nền kinh tế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả. Trong khi cả thế giới người ta chỉ theo kinh tế thị trường mà thôi, liệu rằng sự lạc lõng của Việt Nam như thế, ông Phú Trọng có nhận ra hay không là câu hỏi lớn đang đặt ra với bản thân ông. Đây là hình ảnh không ai có thể mang những định kiến bảo thủ ra khỏi đầu ông Nguyễn Phú Trọng cho được, vì ông vốn giáo điều. Một trong những giải pháp chính sách hướng tới giải quyết mâu thuẫn cơ bản nêu trên là gắn tăng trưởng kinh tế với cải cách thể chế chính trị, trên quan điểm công nhận quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường cũng chính là quá trình chuyển đổi dân chủ. Đó là đường hướng cần thiết cho đất nước mà rất nhiều người dân đã nhìn thấy. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ta có nhìn ra hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đem những định kiến bảo thủ ra khỏi đầu một ông 77 tuổi, đang nắm trong tay quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể nói đó là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng thách thức những gì với phần còn lại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.